người tình ngày nào nay cũng theo chồng và tan một giấc mơ hồng. Anh ngần ngùi nhìn em bước qua phà và u phiền ở trong lòng. Và nhìn về thấy muôn hàng hở mi lối khi gàng, hợp đồng tiền đề buôn bán khó khăn nhưng không đi đến thiên đàng. Mama luôn muốn con sống an toàn mà con luôn phải đàng hoàng. Con biết châu quả da vàng nhưng con không thể đâu hàng. Tin tức về một hải tặc thuộc thế hệ mới vũ trùm can đảm thách thức Big Mom, một trong những thế lực thống trị trên thế giới hàng chục năm. Theo một nguồn tin ở trong cuộc, hiện tại thì Luffy vũ trùm đã thu nhận 7 băng hải tặc hung mạnh về dưới trướng của mình với tổng cộng là 5.000 thuộc hạ, nên gọi hắn là đại thuyền trưởng cũng không ngoa. Không chỉ có Ace, hắn còn là anh em kết nghĩa với Sabo, nhân vật số 2 của lực lượng quân cách mạng binh đoàn ác nhân Jama Double Six. Băng hải tặc mặt trời cùng với băng hải tặc Fire Tank đã tạm thời liên thủ nhờ tài lãnh đạo và nhân cách tuyệt vời của hắn, sở hữu trí lực đáng nể để vạch ra kế hoạch phá hủy lâu đài của tứ hoàng, còn sở hữu sức mạnh đánh bại cả chỉ huy đáng giá 1 tỷ Billy. Rõ ràng là một thắng lợi của Luffy. Bài báo này kết thúc với nhận định như sau: cuối cùng cũng xuất hiện vị hoàng đế thứ 5 của biển cả. Hắn được xem là tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, là một trong những kẻ có sức mạnh bí ẩn nhất quanh bì, và theo một số nguồn tin và tôi đã gặp mặt và trao đổi trực tiếp với Oda về vấn đề sức mạnh của kẻ này. Hắn mang cho mình dòng máu của tộc Saiya, một cơ thể đầy tế bào của Hokage đệ nhất, và đã thức tỉnh được bản năng du cực. Và Oda cũng nói rằng sức mạnh thật sự của hắn nằm ở đôi mắt Rinnegan huyền thoại, có thể giúp hắn triệu hồi được sứ giả thần chết Kaido và dùng Susanoo để quấn lấy cơ thể kẻ mạnh nhất lịch sử nhân loại, Monkey D. Dragon. Mọi người định tới Wano Quốc sao? Đó. Phải lặn lội tới đó để làm gì? Để đánh bại Kaido. Tứ hoàng Kaido. Thằng nhóc Luffy, lần này nó định sinh sự với cả tứ hoàng Kaido hay sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.